Bánh quy hay còn gọi là bánh cookie theo công thức của Ni là rất là dễ làm luôn các bạn. Mình chủ yếu chỉ là có hai nguyên liệu thôi, đó là chuối và yến mạch. Thì chuối ở đây mình có hai trái và mình sẽ dùng 2 cup yến mạch. 1 cup là một loại không đường như mình đang cầm nè, không có đường, người ta chỉ xếp khô chung với trái cây. Thì nó rất là nhiều loại trái cây khác nhau, mình có thể chọn cho cái trái cây nào mà yêu thích của gia đình mình. Ở đây thì mình có người ta xấy chung với việt quất và dâu tây. Còn bịch kế bên á, này chỉ là yến mạch có đường, có honey tức là mật ong nha các bạn. Mình sẽ xài mỗi thứ là 1 cup nè. Các bạn có thể tìm thấy dễ dàng ở các siêu thị nha, cũng rất là rẻ. Mình mua mỗi bịch như vậy, mỗi túi như vậy chỉ có 3 đồng thôi, hơn 3 đồng chút xíu. Các bạn thấy mình có 2 trái chuối ở đây. Chuối ở đây thì vẫn còn một chút màu xanh nè. Tại sao mình cần chuối màu xanh? Tại vì nó sẽ không có cho mình nhiều đường quá và cũng không có bị nhão khi mà mình làm bánh nữa các bạn. Chuối vừa chín tới như vậy thì nó còn cái độ mà mềm mềm dẻo dẻo đó, vừa đủ thôi mà còn không quá ngọt, sẽ cho cái bánh mình ăn nó vừa miệng và dẻo dai hơn là cái chuối chín. Chuối chín nó sẽ bị nhão và ngọt nhiều hơn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lột vỏ ra và mình sẽ nghiền nhỏ. Sau đó thì mình sẽ cho 2 cup bột yến mạch vào đây trộn đều lên nha các bạn. Bánh này rất dễ làm nè, mỗi sáng nếu như các bạn có thể dậy sớm 15 phút mình có thể làm, rồi các con mình dậy đi học thì sẽ có bánh ăn ngay. Bánh này mình có thể dùng chung với sữa, hoặc là các bạn cũng có thể dùng chung với cái loại nước mà Ni nấu ngày hôm qua, Ni có chia sẻ đó, tức là nước mình nấu chung với gừng, sả và chanh đó, rất là tốt trong cái mùa lạnh này luôn. Bây giờ mình sẽ bỏ 2 cup yến mạch của mình vào. Trước tiên là mình sẽ bỏ 1 cup yến mạch có mật ong nè. Rồi sau đó mình sẽ bỏ cup kế tiếp là cup không có đường và có trái cây xấy cùng đó các bạn. Mình bỏ vào mà mình sẽ trộn hỗn hợp này đều lên và mình sẽ bắt đầu bỏ vào khay để nướng. Mình sẽ trộn đều lên nha các bạn. Bao nhiêu nguyên liệu này sẽ cho mình là 6 cái cookie lớn nha các bạn, 6 cái bánh quy lớn. Các bạn chuẩn bị giùm Ni một cái khay, trong đó có miếng giấy lót nè. Nếu mà mình xài miếng giấy lót này thì mình sẽ không cần dầu quét ở dưới cái lòng tray này nha các bạn. Như vậy thì mình sẽ tránh được cái độ dầu bột béo của dầu đó các bạn. Ở đây là giấy mình cho các bạn coi nè, mình đang xài á. Mình cũng có thể mua ở các siêu thị rất là dễ luôn. Đây một loại nữa cũng như vậy, nhưng mà cái rô mình đang cầm thì cái size nó lớn hơn. Thì mình nếu mình cần xài trong cái tray nhỏ như vậy á, thì mình sẽ cắt điều chỉnh cái size lại cho vừa với cái tray của mình. Mình sẽ chia ra là 6 muỗng, một muỗng đầy tương đương một cánh bánh lớn như vậy nè các bạn. Mình bỏ chia ra 6 phần như vậy rồi, hoặc là các bạn có thể muốn làm nhỏ hơn cũng được, tùy theo ý thích của mình. Mình chia ra rồi thì mình sẽ điều chỉnh hình tròn của cookie là bằng cái muỗng nè, rất là dễ luôn á. Làm xong định hình cái bánh thì mình có thể lấy miếng trái cây khô trong bịch đó các bạn. Thì mình để lên mặt cho nó đẹp, cho các em mình thấy thích hơn. Và mình sẽ bỏ vào lò mình nướng trong vòng 15 phút với nhiệt độ là 200 nha các bạn. Bánh mình lớn thì có thể mình nướng tới khoảng 18 phút đi. Mình sẽ nướng nhiệt độ đó, nhưng mà tùy theo cái bánh mình để là bánh nhỏ hay bánh lớn nha các bạn. Mình sẽ chỉnh cái thời gian thích hợp. Bánh của mình sau 18 phút nè, mình làm hơi lớn cho nên mình để hơi lâu một chút xíu. Thơm quá là thơm luôn á. Ngon chưa? Chỉ cần 15 phút thôi mình đã có to bánh cho các con mình rồi các bạn. Rồi bánh mình đã bày ra rồi nè, nó cũng còn hơi ấm một chút xíu á.
Mình trên cái ly mình có cho các bạn xem đó là cái ly mình nấu ngày hôm qua đó. Cái ly mình nấu từ sả, chanh và mật ong đó các bạn. Mình thì có thể dùng với nước này và có thể cho các bé dùng ăn bánh cookie này chung với sữa. Rất là ngon. Và mau lẹ ăn lại tốt cho sức khỏe nữa. Để mình ăn thử cho các bạn xem nha. Rất là ngon luôn á. Bánh mình dẻo từ chuối nè. Tại chuối mình chọn loại chuối chưa có chín cho nên rất là dẻo. Và ngọt thì không có nhiều các bạn. Và cái giòn giòn của yến mạch và chua chua ngọt ngọt của trái cây sấy khô trong đó nè. Tuyệt vời luôn á. Xong rồi mình uống chung với cái nước này nữa. Rất là ngon. Ngon lắm luôn ha các bạn. Rồi mình sẽ xin tạm kết thúc video mình ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã ở lại xem hết video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Nếu các bạn thấy video mình hữu ích, xin vui lòng chia sẻ, like và đăng ký. Và cũng đừng quên bấm nút chuông kế bên nha các bạn. Để có khi video mình mới ra, các bạn sẽ là người nhận đầu tiên. Cảm ơn các bạn. Bye bye.